Thưa quý vị, trong giai đoạn Đà Nẵng đang phải dốc sức phòng chống COVID-19, nhu cầu máu phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng rất bức thiết. Dù gặp nhiều hạn chế khó khăn trong vận động hiến máu do phải thực hiện giãn cách, tuy nhiên các cấp hội chữ thập đỏ thành phố vẫn nỗ lực kêu gọi cộng đồng xã hội cùng sẻ chia những giọt máu nóng giữa mùa dịch. Phóng sự được thực hiện nhân ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam ngày 23 tháng 11. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, trong đó có rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại trường tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận các phường phát động. Đây là một trong những đợt vận động hiến máu cao điểm sau khi thành phố bước vào trạng thái mới nhằm bổ sung kịp thời lượng máu bị thiếu hụt tại các bệnh viện. Rất là cần thiết, mình hỗ trợ máu cho những bệnh nhân thiếu máu. Đặc biệt là giữa dịch. Cả mùa dịch nên cần phải cần phải san sẻ giúp đỡ. Mùa dịch thì cái vấn đề mà hiến máu nó cũng có nhiều hạn chế. Tuy nhiên là Mặt trận phường cũng đã phối hợp với cả Hội chữ thập đỏ vận động bà con tới sắp xếp tới hiến máu. Trong giai đoạn thành phố thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, công tác vận động hiến máu gặp rất nhiều khó khăn do thành phố giới hạn các hoạt động tập trung đông người. Trước tình trạng đó, Hội chữ thập đỏ thành phố đã vận động các câu lạc bộ, đội nhóm hiến máu tình nguyện trên địa bàn tham gia hiến máu nóng tại các cơ sở y tế. Sự linh hoạt, sáng tạo và nỗ lực của các tình nguyện viên máu nóng đã mở ra nhiều phương thức hiến máu phù hợp trong tình hình dịch bệnh, góp phần bảo đảm nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, tô thắm thêm truyền thống một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiện nay, các câu lạc bộ, đội nhóm vẫn tiếp tục duy trì các hình thức hiến máu nóng cho các trường hợp đột xuất hoặc cao điểm. Cùng với sự tham gia tích cực của các hội đoàn thể như thành đoàn, liên đoàn lao động, hội phụ nữ đã giúp ngân hàng máu của thành phố duy trì một nguồn ổn định. Tính đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng đã vận động được hơn 25.000 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã có kế hoạch vận động các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như là cấp quận, huyện và các đơn vị doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang tham gia hiến máu trong cái thời điểm này. Vì hiện nay là lực lượng chính là sinh viên, học sinh là chưa vào học. Hiến máu là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp và những giọt máu sẻ chia giữa mùa dịch lại càng quý giá hơn bao giờ hết. Mỗi giọt máu nóng không chỉ đáp lại lời kêu gọi của cộng đồng mà còn là tâm niệm, mong mỏi của người hiến nhằm giúp đỡ cho những bệnh nhân, những người đang cần máu để điều trị. Vượt qua những khó khăn xa cách do đại dịch COVID-19 mang lại, những giá trị đẹp đẽ, nhân văn như hiến máu cứu người lại càng được tô đậm và thêm phần ý nghĩa.